Vậy thì đối với cái dạng mà chúng ta tìm số tự nhiên khi mà chúng ta biết điều kiện về tổng tích thương, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ có cái cách làm như sau. Nó sẽ là một cái dạng chủ đề luôn. Chúng ta sẽ có cái phần đấy là chủ đề. Chủ đề 1 thì chúng ta sẽ làm các bài toán liên quan đến mối quan hệ nhé. Tìm số, đây là số gì nhỉ? Số tự nhiên. À ok, thôi cứ tìm số tự nhiên đi. Tự nhiên khi biết các điều kiện sẽ có liên quan đến tổng này, hiệu, tích, thương. Và ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Đó. Đối với bài này thì thường nhá, nó sẽ hay giao cái kiểu là cho tìm hai số A và B này, biết tổng A và B bằng bao nhiêu đấy, xong rồi cho bội chung nhỏ nhất hay ước chung nhỏ nhất của nó là bao nhiêu. Đó. Rồi ok, vậy thì đối với cái dạng này này thì chúng ta cũng sẽ đi tìm bằng cái cách như sau. Này, ở đây chúng ta sẽ có là cái cách làm, đó là nếu mà chúng ta biết ước chung lớn nhất nhé, ước chung lớn nhất của hai số A và B này mà bằng bằng một số là ước chung lớn nhất, ở đây cô gọi là bằng một số K đi, thì chúng ta sẽ gọi đây, ta sẽ gọi A của chúng ta thì bằng K nhân với lại một số M, B của chúng ta bằng K nhân với lại một số N để chúng ta làm. Và chú ý ở đây này, ước chung lớn nhất bằng K, khi mà chúng ta gọi như thế này nhá, thì M với N của chúng ta phải có điều kiện là nguyên tố cùng nhau. M và N phải điều kiện là nguyên tố cùng nhau, nghĩa là ước chung lớn nhất bằng 1, được chưa? Đối với phần này cô sẽ giải thích một chút tại sao hai cái này cần điều kiện là bằng 1 nhá. Cái phần này là lý thuyết chúng ta đã học rồi đúng không nhỉ? Tuy nhiên là ở đây này, chúng ta thấy giả sử nếu như mà A bằng K nhân M nhá, B của chúng ta bằng K nhân với N này. Ở đây chúng ta thấy K chính là ước chung lớn nhất rồi, mà chúng ta biết ước chung lớn nhất có phải là nó bằng tích của các thừa số riêng, các thừa số chung với lại số mũ lớn nhất đúng không? Nghĩa là ước chung lớn nhất bằng K thì nó là tích các thừa số chung chưa? Nó đã là tích của các thừa số chung rồi. Vậy thì cái M và cái N này nó sẽ không còn thừa số chung với nhau nữa, đúng không? Chúng ta sẽ tính ra được là M, N không có thừa số chung. Mà nếu nó không có thừa số chung thì chúng ta sẽ thấy là không có thừa số chung thì có phải ước chung lớn nhất của nó chính bằng 1 không? Ví dụ như nhé, chúng ta có là chúng ta có số 2 và 3 đi. 2 và 3 thì nó không có thừa số chung rồi, đúng không? Không có thừa số chung, ước chung lớn nhất của nó phải bằng 1. Đó. Vậy thì đối với phần này nhá, chúng ta chú ý là điều kiện của nó phải có cái này bằng 1, được chưa? Đó là khi mà chúng ta biết ước chung lớn nhất, sau đó sẽ gọi ước chung lớn nhất theo cái giả thiết để chúng ta làm. Rồi. Thì từ đấy chúng ta sẽ đi tìm được A và B, được chưa? Còn nếu như mà chúng ta đi biết bội chung nhỏ nhất nhé. Đây. Nếu mà chúng ta đi biết, đề bài chỉ cho bội chung nhỏ nhất thôi của A và B bằng một số D đi, thì chúng ta lại gọi, nếu biết bội chung nhỏ nhất thì phải gọi ước chung lớn nhất của A và B bằng K. Sau đó lại suy ra được A bằng K nhân M, B bằng K nhân N. Đó. Với M và N sẽ là bằng 1, có nghĩa là ước chung lớn nhất bằng 1. Thì từ đấy chúng ta cũng sẽ đi tìm A và B, được chưa? Nghĩa là đối với cái việc cả ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, chúng ta đều quy về cái gì? Ước chung lớn nhất để chúng ta làm. Nghĩa là chúng ta đều quy về cái dạng là gọi
để chúng ta làm. Đó, ok. Vậy thì đó chính là cái hướng làm của cái dạng toán này. Rồi, khi mà có cái hướng làm của cái dạng toán này rồi thì chúng ta sẽ đến bài đầu tiên như sau. À, ok. À, ok. Nếu như mà chúng ta ở đây nhá, chúng ta đang gọi bộ chung nhỏ nhất là bằng D này. Bộ chung nhỏ nhất của chúng ta bằng D mà ước chung lớn nhất của chúng ta bằng K. Thì chúng ta sẽ suy ra được như sau. Chúng ta sẽ suy ra được là D nhân với lại M nhân với lại N sẽ bằng cái D này. Đó, K nhân M nhân N chứ. Thì cái này sẽ bằng K nhân với M nhân N. Đó, ok. Cô sẽ viết cái dấu suy ra ở dưới nhé. Gọi ước chung lớn nhất thì suy ra D sẽ bằng K nhân với M nhân với N. Tại sao lại thế? Quay về cái dạng đi tìm bội chung đúng không? Đi tìm bội chung thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ phải cần lấy ra những cái thừa số chung và riêng. Thì đây, bội chung nhỏ nhất này là D đúng không? Thừa số chung của chúng ta là K rồi. Thừa số riêng của chúng ta là M với N. Hai số này đang nguyên tố cùng nhau thì có phải là nhét cả M và N vào đây không? Vậy thì bội chung nhỏ nhất của chúng ta theo công thức này nó sẽ bằng D sẽ bằng K nhân M nhân N. Được chưa? Ok. Đó chính là việc chúng ta biểu diễn bội chung nhỏ nhất thông qua việc gọi ước chung lớn nhất nhé. Đó. Ok rồi. Vậy thì xong phần này thì chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên như sau. Ok, chúng ta sẽ có cái đề bài đầu tiên. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng ở đây chúng ta có tổng này. Thấy chưa? Có tổng nhé. Và có ước chung lớn nhất. Đó, điều kiện tổng và thêm một điều kiện là ước chung lớn nhất nữa. Thì chúng ta cũng sẽ bám vào cái việc có ước chung lớn nhất rồi đúng không? Là một số rồi thì chúng ta sẽ gọi hai số đấy theo công thức để chúng ta làm. Được chưa? Rồi, vậy thì đối với phần đầu tiên này nhá, thì cô sẽ hướng dẫn để chúng ta làm. Còn các bài tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tương tự giúp cô. Ok. Các bài tiếp theo thì chúng ta làm tương tự nha. Ok, rồi. Vậy thì bài này sẽ là liên quan đến ước chung lớn nhất thôi đúng không? Ok. Ta có này. Đầu tiên ta có ước chung lớn nhất của A và B của chúng ta thấy bằng 18, đúng không? 18 của chúng ta thì sẽ xem như số này là số K, đúng không nhỉ? Ta gọi suy ra A sẽ bằng 18 nhân với lại M, B của chúng ta sẽ bằng 18 nhân với lại N. Đó, có phải suy ra được hai số này không? 18 nhân M, 18 nhân N thì chúng ta có với M và N phải nguyên tố cùng nhau. Cái điều kiện này bắt buộc nhé, không được bỏ đi đâu. Được chưa? M và N đang nguyên tố cùng nhau rồi này, thì chúng ta sẽ suy ra gì? Tổng của chúng ta đúng không? Tổng là A cộng với B bằng gì? 162. Mà A cộng B thì chúng ta viết bằng 18 nhân M cộng 18 nhân với N. Đúng chưa? 18 nhân M cộng 18 nhân N thì nó chính bằng 18 nhân với lại M cộng N. Đó. Và bằng 162. Vậy thì suy ra được M cộng N của chúng ta bằng 162 chia 18 và bằng mấy? 162 chia 18 và bằng 9. Đó. Có tổng M cộng N bằng 9 rồi nhá. Ok. Ở đây thì khi mà chúng ta có tổng M cộng N bằng 9 rồi này, mà chúng ta có gì? M và N là nguyên tố cùng nhau. Mà M và N bằng 1 thì chúng ta sẽ lập bảng sau. Đó. Chú ý giúp cô là ở đây là gì? Số tự nhiên nhá. Chú ý là số tự nhiên thì nó sẽ không có trường hợp số âm ở đây đâu, được chưa? Mà ở đây ước chung lớn nhất, bội chung lớn nhất chúng ta đang liên quan hết đến về số tự nhiên. Thì chúng ta thấy này, nếu như mà M cộng N bằng 9 thì với lại M và N của chúng ta bằng 1. Nghĩa là hai số nguyên tố cùng nhau thì chúng ta có những trường hợp nào? Nào. Chúng ta có những trường hợp nào? Tổng cộng lại bằng 9 mà hai số nguyên tố cùng nhau.
1 cộng 8 có được không? Được đúng không? 1, 8, 8, 1 đều được này. Tiếp theo 9 thì nó bằng 2 cộng 7. 2 với 7 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau nhé. Tiếp theo 3 cộng 6 thì có được không? Nào, 3 và 6 có phải hai số nguyên tố cùng nhau không cả lớp? Không ạ. Không đúng không? Cái này không được nhá, không ghi vào. Tiếp theo 4 cộng 5, 4 và 5 được đúng không? Vậy thì đối với phần này chúng ta có mấy trường hợp? Mấy trường hợp? 3 trường hợp. Ok, vậy thì đến đây chúng ta sẽ có là M này và N đúng không? M, N thì chúng ta sẽ cần thêm cái gì? A và B. Đó. Có M, N. Tiếp theo chúng ta đi tìm A, B nhé. Cái phần này. Rồi, M của chúng ta coi là cái này 1, 8. Tiếp theo 2, 7 và 4, 5. À ok, chỉ có 3 trường hợp thôi mà. Cái phần ở bên này chúng ta không cần ghi vào đâu nhá. Đây là cô đang ghi cho chúng ta sẽ nhìn thôi. Ok, vậy thì A của chúng ta bằng 1 nhân với lại bao nhiêu? 18, cái này bằng 18 được chưa? B thì bằng 8 nhân với 18, 8 x 8 là mấy nhỉ? 8 x 8 chúng ta có bằng 64. 18 x 18 ở đây bằng bao nhiêu? Cái này bằng 64, nhớ 6, 144 à? Đúng nhỉ? 100. Cái này là 18 thì 4 2 nhớ 1 324 à, đúng không? 324. Tiếp theo 2 với 7. Ok. Nhìn đây. A cộng B là bằng 162 thì B là nhỏ hơn 162. Ở đây cô đang tính nhá. M và N sau đó chúng ta nhân vào trước để chúng ta tìm A và B. À cái này là 18 x 8 thì cái này chỉ có 144 thôi. Nghĩa là chúng ta lấy cái này này. 18 x M và lấy 18 x N trước, sau đó xem cái tổng nào bằng 162 thì nó sẽ thỏa mãn. Được chưa? Ok. Vậy thì tất cả đều bằng rồi thì chúng ta có cái thứ hai là gì? Cái này 36, 36 và mấy nhỉ? 126. Rồi, cái này là bao nhiêu? 72 và 90. Rồi, ok. Vậy thì các cái tổng này nhá, đều bằng 162, nó vừa thỏa mãn cái điều kiện ước chung lớn nhất bằng 18 rồi đúng không? Ok, vậy thì đáp số của chúng ta là các câu này. Kết luận. Vậy AB của chúng ta sẽ có các câu này. 18, 144, tiếp theo 162, 36, 36, 126, cái này là 36, 126, rồi 72 và 90. Ok, vậy thì đó chính là đáp án của chúng ta ở cái dạng này. Cô mình đảo được AB rồi, cô ví dụ như mình đổi lại A. À đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ đảo lại thêm một lần nữa nhá. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ đảo thêm một lượt nữa. Đó là 144 này. 18. Tiếp theo và chúng ta sẽ ghi thêm vì ghi thêm giúp cô là vì A, B có vai trò như nhau. Rồi. Vì AB có vai trò như nhau nên chúng ta đảo thêm một lượt đáp số nữa. 36, được chưa? 90, 72. Ok, đó. Vậy thì đối với dạng này nhá, bởi vì đề bài không cho là A hay B lớn hơn nên chúng ta đảo ngược lại một lần nữa vẫn được. Rồi, ok, cô cảm ơn. Đó. Đó là đáp số của chúng ta đối với phần này. Ok nhá. Hoặc là chúng ta có thể ghi là các số cần tìm sẽ là các số này. Này, này thì sẽ không cần phải đảo đáp án. Thì người ta sẽ tự hiểu là AB sau đến BA luôn cũng được. Còn nếu mà kết luận là AB như thế này thì chúng ta cần phải thêm một dòng để chúng ta đảo đáp án. Được chưa? Ok. Chú ý giúp cô nhé. Ở đây quan trọng là M và N không nguyên tố cùng nhau nên không có trường hợp 3 và 6. Rồi. Ok, vậy thì đối với bài này là chúng ta xong rồi đúng không?
Xong bài này thì chúng ta sẽ làm một câu tương tự giúp cô. Xem phần này AB. Nếu mà cho dạng tích, nếu mà cho dạng tích thì chúng ta cũng làm tương tự được, nên là không khó lắm. Chúng ta sẽ sang một cái bài liên quan đến bội chung nhỏ nhất nhé. Đây, chúng ta có bội chung nhỏ nhất là bằng 140. Thì theo như hướng dẫn của cô đúng không? Chúng ta sẽ đi gọi ước chung lớn nhất, sau đó biểu diễn bội chung nhỏ nhất thông qua ước chung lớn nhất. Đó. Ok, các bạn sẽ nháp bài này trước giúp cô nhé. Gợi ý là giống khi nãy đúng không? Cô sẽ xóa đi cái phần này và sẽ ghi gợi ý của đoạn đầu giúp các bạn này. Đây, đoạn này xóa nhá. Ok, đoạn này có thể bỏ được. Tiếp theo chúng ta thấy này, bội chung nhỏ nhất là AB đúng không? Là bằng 140. Thì chúng ta nếu gọi là ước chung lớn nhất của A và B, gọi ước chung lớn nhất, nhớ ký hiệu nhé. Ngoặc tròn của chúng ta là ước chung lớn nhất, ngoặc nhọn là bội chung nhỏ nhất, được chưa? Cái này là bằng một số D đi. Một số D thì chúng ta suy ra được A sẽ bằng D nhân với M đúng không? Còn B của chúng ta sẽ bằng D nhân với N với M và N phải là hai số nguyên tố cùng nhau này. Thì chúng ta sẽ suy ra được bội chung nhỏ nhất AB bằng 140 và nó sẽ bằng D nhân M nhân với N. Đó, ok. Vậy thì đến đây chúng ta thấy này, 140 bằng D nhân M nhân N. Và chúng ta sẽ dựa vào cái điều kiện này để chúng ta tính tiếp. A trừ B bằng 7. Đó, A trừ B bằng 7. Chú ý là nếu như mà chúng ta tìm được A trừ đi B bằng 7 nhá, thì chúng ta sẽ tìm được D là ước của 7. Đó, thêm một cái gợi ý, D là ước của 7. Đến đây chúng ta sẽ thử làm xem đáp án bằng bao nhiêu giúp cô. Rồi, ok nha. Ở bài này chúng ta sẽ thấy này, bội chung nhỏ nhất bằng 140 là bằng D nhân M nhân với N rồi đúng không? Mà ở phần này chúng ta thấy đề bài đang cho là A trừ B bằng 7 đúng không nhỉ? Chúng ta có nhá, A trừ đi B bằng 7. Ta có A trừ đi B bằng 7 thì biểu diễn nó thông qua DM và DN đúng không? Chúng ta suy ra được là D nhân với M trừ đi D nhân với N sẽ bằng 7. Hay nói cách khác là D nhân với M trừ N chúng ta sẽ là bằng 7, được chưa nhỉ? Vậy thì xong phần này này. Ở dạng này nhá, chúng ta thấy D nhân M nhân N bằng 140. Đây, D nhân M nhân N bằng 140. D nhân với lại M trừ đi N sẽ bằng mấy? 7 đúng không? Thì chắc chắn là từ cái này này suy ra được 140 chia cho D là cái thứ nhất. Cái này thì suy ra được 7 chia hết cho D đúng không? Thì thường khi mà gặp dạng này chúng ta sẽ cho là D là thuộc vào ước chung của hai số này. Tuy nhiên chúng ta lại thấy 7 nó đã thuộc ước của 140 rồi, nên là D ở đây chúng ta chỉ cần lấy ước của 7 thôi là được nhé. Không cần phải lấy ước chung của hai số này, vì thực chất ước chung của hai số này chính là ước của 7 luôn mà đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta sẽ chỉ cần suy ra là 7 chia hết cho D thì suy ra D sẽ thuộc vào tập hợp ước của 7 và sẽ ra được mấy? 1 và 7. Đúng chưa? Đó. Rồi. Đối với các bài khác nhé, nếu như mà cái số này của chúng ta là số to và số này cũng là số to luôn, thì chúng ta có thể lấy ước chung để cho cái phần làm nó sẽ ngắn gọn hơn. Ví dụ như câu này này, đây, cái này 42 và 72, thì chúng ta thấy, ví dụ như sang cái đề trên bảng này nhé, 42, 72 thì cả 42 và 72 nó đang là số khá to đúng không? Thì chúng ta lấy ước chung của hai số này để chúng ta tìm D, được chưa? Còn ở đây thì có 7 là số bé mà 7 lại vừa là ước của 140 nữa, nên chỉ cần lấy ước của 7 để cho nó ngắn thôi. Đó, ok. Rồi, vậy thì đến đây chúng ta sẽ có thể làm tiếp giúp cô. Cô sẽ mời một bạn làm tiếp phần này nhé. Ok, chúng ta có thể bật phần giơ tay lên giúp cô nào. Đối với phần này,
ở đây Tuệ Nhi sẽ làm như thế nào con nhỉ? Tuệ Nhi làm như thế nào? Khi mà đây đây rồi. Nào. Con sẽ nào. Khi nãy cô vừa nói rồi đúng không? Ước chung của 7 và 140 thì thực chất nó là 7 luôn rồi. Nên là đoạn này chúng ta chỉ cần lấy ước của 7 thôi, sẽ ra được 1 và 7 luôn. Đó, không cần thiết phải tìm ước chung nhé. Thì nếu như mà ở đây chúng ta sẽ chia trường hợp đúng không? Trường hợp 1 thì D của chúng ta bằng mấy? D tính bằng 1 đúng không nhỉ? Nếu như mà D bằng 1 nhé, thì ở đây là chúng ta không ra rồi. Chúng ta sẽ thay D bằng 1 vào trong này để chúng ta tính đúng không? Chúng ta thay D vào 1 để đây, để ở cái phần này để chúng ta tính đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta thấy suy ra đây sẽ là M nhân N của chúng ta chính bằng 140 luôn. Mà 140 chúng ta chú ý là ở đây nhé, cần phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Vậy thì tích của hai số nào nhân lại bằng 140 mà là hai số nguyên tố cùng nhau nào? Chúng ta thấy bằng mấy nhỉ? 1 với 140 này. Tiếp theo có số gì nữa? Tuệ Nhi làm tiếp nào. 2 x 70. Rồi ok, tiếp theo. Tiếp theo. 2 x 70. 3 thì có được không nhỉ? 3 thì không có đúng không? 3 không có vì không chia hết. Thì chúng ta thấy có 4 x với 35 cũng được đúng không? 4 x với 35 và còn gì nữa? Rồi, cái này chúng ta lấy 28 x 5 này. Tiếp theo 7. 7 thì là 20 x 7 đúng không? 7 x 20. Rồi, mấy nữa? 14 với lại 10 là hết đúng không? 14 x với 10. Mà ở đây thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là có cái nào có m trừ đi n bằng 7 hay không. Hoặc là đối với phần này nếu như mà chúng ta làm thì chúng ta cũng có thể tính là m trừ đi n bằng 7 ở đây cũng được. Đó, m trừ đi n. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta lấy m trừ đi n bằng 7 nhé, thì nó sẽ không ra được. Bởi vì sao? M và n ở đây chúng ta chưa biết là nó có mấy chữ số cả đúng không? Nó có thể là lấy 100 trừ đi 93 nó vẫn ra được 7 mà. Nên là lấy cái việc một là lấy tổng mà hai là lấy tích là nó sẽ dễ nhá. Còn m trừ n không được. Thì chúng ta thấy trong các số này này, không có số nào có hiệu là m trừ n bằng 7. Thì đến đây sẽ là loại vì không thỏa mãn điều kiện m trừ đi n sẽ bằng mấy? M trừ n ở đây bằng 7, được chưa? Tiếp theo, trường hợp thứ hai này thì chúng ta có d bằng 2, à d bằng 7. Nếu mà d bằng 7 nhá thì chúng ta suy ra được 7 nhân m nhân n bằng 140, đúng không? Thì suy ra m nhân n sẽ bằng 140 chia cho 7 ra được 20, đúng không? 20 thì chúng ta có những số nào nhỉ? 1 x 20 này, tiếp theo 2 x 10 không được. Thì chúng ta tiếp là 3 không được, 4 x 5 thôi đúng không? Đó, nó có 1 x 20 4 x 5 và cái gì nữa? 2 x 10. 2 x 10 không phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Đó. Đúng không? Lưu ý nhé, chúng ta sẽ tìm xem những cái cặp là có nguyên tố cùng nhau hay không để chúng ta tính thôi. Hoặc là chúng ta cứ viết hết vào cũng được. Cái này bằng 2 x 10 đi. Thì chỉ thấy hai số là gì? 4 và 5 thỏa mãn. Đúng không nhỉ? Ok. Rồi, thì chúng ta có này. Ta có, bởi vì m với n của chúng ta sẽ bằng 1 đúng không? Và cái gì? Tiếp theo là 7 nhân với lại m trừ đi n thì bằng mấy? 7 nhân m trừ n bằng bao nhiêu? 7 nhân m trừ n bằng 7 thì dẫn đến m với n của chúng ta đang bằng 1 và m trừ đi n bằng 1 thì m của chúng ta phải bằng 5 còn n bằng 4. Đó. Sau khi mà loại được trường hợp thì chỉ có m bằng 5, n bằng 4 thỏa mãn đúng không? Bởi vì riêng cái bản thân là 2 x 10 là đã không thỏa mãn rồi. Cái này thì không được, chỉ có 4 x 5 thôi. Vậy thì đến đây
Khi mà có MN rồi, có D bằng 7 đúng không? Thì A sẽ bằng 7 nhân với M là 7 nhân 5 bằng 28. B của chúng ta sẽ bằng 7 nhân 5 bằng 35. Còn cái này là bằng 7 nhân 4 ra được 28. Đó. Ok. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ thấy là cái trường hợp 1D bằng 1 ở đây không thỏa mãn này. Điều kiện M trừ N bằng 7, còn ở cái trường hợp 2 thì nó thỏa mãn. Được chưa? Rồi. Ok, vậy thì đối với bài này thì chúng ta sẽ làm theo dạng là tìm các cặp số nhé. Và ở cái phần này thì chúng ta có thể kẻ bảng cũng được này. Kẻ bảng hoặc là chúng ta liệt kê ra như thế này cũng được. Đó. Ok. Vậy thì rồi, ok nha. Vậy thì xong bài này, chúng ta sẽ có tiếp như sau. Ở cái đề bài này thì cũng tương tự giống với cái phần mà chúng ta đã làm đúng không? Có ước chung, có bội chung này, có ước chung lớn nhất rồi. Vậy thì đối với phần này, tương tự sẽ gọi gì? Gọi ước chung lớn nhất là AB của chúng ta sẽ gọi bằng D đúng không? AB của chúng ta gọi bằng D rồi thì chúng ta sẽ biểu diễn A và B theo D, được chưa? Thì suy ra A sẽ bằng D nhân với M này và B sẽ bằng D nhân với N với điều kiện M và N phải nguyên tố cùng nhau. Đó, M và N nguyên tố cùng nhau. Thì khi mà chúng ta biểu diễn xong cái này thì chúng ta có thể thay vào hai cái này để mục tiêu là chúng ta đi tìm xem D của chúng ta thuộc vào ước chung của cái gì. Được chưa nhỉ? Vậy thì ta có cái thứ nhất là gì? 2A trừ đi 3B thì bằng 100 đúng không? Thì sẽ suy ra 2A của chúng ta sẽ bằng 2D nhân M trừ đi 3 thì là D nhân N, sẽ ra được 100. Thì khi đấy D nhân với lại 2M trừ đi 3N của chúng ta thấy bằng 100. Đó. Với cái này thì chắc chắn D sẽ thuộc vào ước chung của ước của 100 đúng không nhỉ? Đó. Khi mà D thuộc ước của 100, ta có cái ý thứ hai như sau là gì? 15 nhân với bội chung nhỏ nhất của A và B bằng gì? Cộng với lại 8 nhân với A, B là 8 nhân ước chung lớn nhất bằng 1990, đúng không? Vậy thì nó xuất hiện bội chung nhỏ nhất nhá. Thì chúng ta sẽ suy ra cái gì ở đây nữa? Bội chung nhỏ nhất của A và B nó sẽ tính bằng D nhân M nhân N, đúng không? Bội chung nhỏ nhất ra được D nhân M nhân N, thay luôn vào đây để tính. 15 nhân với D nhân M nhân N cộng 8 nhân với ước chung lớn nhất của A và B thì là bằng D rồi. Thì chúng ta sẽ nhân D bằng 1990. Đó. Vậy thì đến đây rút được D ra đúng không? D nhân 15 MN cộng với 8 bằng 1990. Đó. Vậy thì sau khi mà rút ra được như thế này nhá, thì sẽ thấy D cái này ra được 1990 chia hết cho D. Còn cái này ra được 100 chia hết cho D này. Đó, thì có thể đặt này là 1, đặt này là 2. Từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ suy ra được D sẽ thuộc vào tập hợp ước chung của hai số nào? 100 1000 100 và 1999 đúng không? 100 và 1990. Đây. 100 1990. Rồi, vậy thì ước chung của 100 và 1990 chúng ta sẽ có những số nào? Nào cả lớp nào. Ước chung của 100 và 1990 chúng ta có những số nào? Ở phần này chúng ta tính bằng bao nhiêu nhỉ? Nào các bạn, trả lời giúp cô phần này tính bằng bao nhiêu? Có phải chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất của hai số này đúng không? Mà ước chung lớn nhất của hai số này là bằng 10. Thì chúng ta đi tìm ước của 10. Mà ước của 10 thì ở đây sẽ có các số là gì? 1, 2, 5 và 10. Đó. Chúng ta có thể thông qua D nhé, đi tìm ước chung của hai số này đúng không? Thì nó có 1, 2, 5, 10. Đến đây bắt đầu thử các trường hợp. Trường hợp 1 này,
thì chúng ta có D bằng 1. Và ở phần này các bạn lưu ý giúp cô nhé. Nó sẽ có hai phần chúng ta có thể thay vào này. Một là cái cụm này là D nhân 15 nhân M nhân N cộng 8 bằng 1990. Mà hai là chúng ta có thể thay vào cái này. Tuy nhiên là chúng ta không thay vào cái phần hiệu nhé. Các bạn lưu ý không thay vào hiệu, bởi vì nếu như hiệu thì chúng ta sẽ không thể biết được giới hạn của M và N đến bao nhiêu, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ thay vào tích và tổng thôi. Đó. Ok, vậy thì nếu mà chỉ thay vào tích và tổng thì chúng ta có D bằng 1 này, thì thay vào cái này thì chúng ta sẽ suy ra được gì? 15 nhân M nhân N cộng 8 sẽ bằng 1990. Khi đấy 15 nhân với M nhân N bằng mấy? 1982, đúng không? 1982 thì suy ra M nhân N chúng ta có bằng bao nhiêu? 1982 có chia được cho 15 không nhỉ? Không chia được đúng không? Thì chúng ta có 1982 chia 15 là phân số. Đấy, hai số tự nhiên nhân lại bằng phân số chắc chắn là loại rồi, đúng không? Tiếp theo trường hợp 2, chúng ta có D bằng 2. Nếu như mà D bằng 2 nhá, thay tiếp vào cái này thì suy ra 2 nhân với 15 MN cộng với 8 sẽ bằng 1990, thì cũng tính MN luôn. Rút gọn phép tính lại, M nhân N của chúng ta sẽ bằng mấy? 1990 chia 2 trừ đi 8, sau đó chia tiếp cho 15 đúng không? MN ở đây bằng bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? 987 phần 15. Đó. 987 phần 15 thì ở đây tiếp tục loại. Được chưa? Tiếp theo trường hợp 3. D của chúng ta bằng 5. Nếu D bằng 5 thì lấy 5 nhân 15 MN cộng với 8 bằng 1990, thì khi đấy M nhân N của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 26. Rồi. M nhân N bằng 26 thì nó sẽ có mấy trường hợp nhỉ? 1 nhân 26 này, tiếp theo 2 nhân với 13 đúng không? Đó. 1 nhân 26, 2 nhân với 13 mà nó cần thỏa mãn cái điều kiện là D nhân 2M trừ đi 3N bằng 100, mà chúng ta lại có D của chúng ta là bằng 5 đúng không? Nhân với lại 2N trừ 2M này trừ đi 3N bằng 100 thì có phải là 2N trừ 3M, 2M trừ đi 3N bằng 20 đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhá, nếu như mà M mà bằng 13 này thì 2 nhân 13 là bằng 26, N bằng 2 thì 3 nhân với 2 bằng 6, 26 trừ đi 20 bằng 26 trừ 6 bằng 20 đúng không? Vậy thì suy ra M của chúng ta sẽ bằng 13 và N sẽ bằng 2. Đó. Cứ sang bên này đi. Đó. Cái này thỏa mãn. Đó. M bằng 13 và N bằng 2 thỏa mãn thì chúng ta suy ra được A bằng mấy? A sẽ bằng D là bao nhiêu? 13 nhân với 5 đúng không? Sẽ bằng 65. Còn B của chúng ta sẽ bằng gì? 13 2 mà nhân với lại 5. Đúng không nhỉ? 2 nhân với 5 thì chúng ta thấy bằng 10. Đó. Chúng ta sẽ ra được đáp án của bài này là 65 và 10. Rồi, còn một trường hợp cuối cùng nữa đúng không? Một trường hợp cuối cùng cô sẽ ghi vào bên này nhé. Ok, hết bảng. Hết bảng, sorry cả lớp. Trường hợp 4. Trường hợp 4 này thì nó cũng sẽ loại thôi. Chúng ta có D bằng 10. Nếu mà D bằng 10, đây, D bằng 10 thì 10 nhân với lại 5 MN, 15 MN cộng 8 đúng không? Sẽ bằng 1990, thì khi đấy M nhân N của chúng ta bằng mấy? M nhân 191 phần 15. 91 phần 15. Đến đây loại, được chưa? Vậy thì đáp án bài này chúng ta sẽ có đây. Đây chính là đáp số. A của chúng ta bằng 65, còn B sẽ bằng 10. Đây. Okay, đây chính là đáp số của bài này nha cả lớp.
A của chúng ta bằng 65 và D bằng 10. Đó, ok. Vậy thì đối với phần này chúng ta chú ý là khi mà xét các trường hợp thì xét dễ nhất là sẽ xét liên quan đến tổng và tích nhé. Cô nhắc lại, xét tổng và tích để chúng ta dễ làm. Còn nếu như mà xét về cái hiệu thì chúng ta sẽ không thể xét được đâu. Bởi vì nếu mà xét hiệu thì nó không có giới hạn để chúng ta xét. Chỉ có xét tổng và tích thì chúng ta có thể tính được thôi. Ok, rồi. Ok, vậy thì đối với bài này cả lớp chúng ta đã nắm được cách làm chưa nhỉ? Bài này là một bài kết hợp nhé. Cái cách làm thì nó sẽ không quá khó, tuy nhiên là nó sẽ hơi dài một chút. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta tính toán cẩn thận ở các cái trường hợp này. Đó, ok. Rồi, ok, vậy thì bài trên bảng này cả lớp chúng ta đã nắm được hết cách làm chưa các bạn nhỉ? Bài này chúng ta xong chưa cả lớp? Rồi, ok, vậy thì xong bài này chúng ta sẽ nháp một câu giúp cô nhé. Ok, cô sẽ cho một câu này đi. Câu này, nếu như mà đề bài cho ở đây A cộng 1 trên B cộng với B cộng 1 trên A là một số nguyên, thì chúng ta gọi D là ước chung lớn nhất của A và B. Đấy, chúng ta chứng minh A cộng B lớn hơn hoặc bằng D. Nếu mà chứng minh A cộng B lớn hơn hoặc bằng D thì cô gợi ý là chúng ta sẽ chứng minh cho A cộng B chia hết cho D. A cộng B chia hết cho D mũ 2. Đó, A cộng B chia hết cho D mũ 2. Mà ở đây chỉ cần chứng minh là A cộng B lớn hơn 0 rồi này, D mũ 2 lớn hơn 0 thì chứng tỏ nó sẽ lớn hơn hoặc bằng D mũ 2. Nó giống như là chúng ta có ví dụ như 6 chia hết cho 3 thì có phải 6 lớn hơn 3 đúng không? Hay là 3 chia hết cho 3 thì 3 bằng 3, được chưa? Thì ở bài này chúng ta sẽ chứng minh theo dạng là chia hết để chúng ta làm. Và cái cách chứng minh thì chúng ta có thể gọi gì? Ước chung lớn nhất để chúng ta tìm nhé. Chúng ta có thể gọi ước chung lớn nhất của A và B là D rồi đúng không? Đó, khi mà gọi ước chung lớn nhất của A và B là D rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó, thử suy nghĩ bài này giúp cô. Rồi, ok. Đối với bài này thì cái hướng làm của chúng ta sẽ hơi khác một chút. Ở đây chúng ta cần chứng minh cái này đúng không? Đề bài yêu cầu cần chứng minh cái này thì chúng ta sẽ có là nếu như mà nhá, A cộng B mà chia hết cho D mũ 2 này. A cộng B chia hết cho D mũ 2 mà chúng ta có ở đây A cộng B lớn hơn 0 mà D mũ 2 của chúng ta cũng lớn hơn 0 thì chắc chắn là A cộng B của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng D mũ 2. Đó. Nghĩa là từ cái đề bài này chúng ta đưa được về cái dạng gì? Chia hết. Và giống như cái ví dụ cô vừa lấy đúng không? Cả hai số này đều lớn hơn 0 nhá. Mà ở đây có một số A cộng B chia hết cho ví dụ như 6 chia cho 3 hay là 3 chia cho 3 đúng không? Lưu ý là phải lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì đề bài đang cho là gì? Các số nguyên dương rồi. Các số nguyên dương thì có phải cái này lớn hơn 0 là đúng không? Các số nguyên dương thì chắc chắn cái đấy lớn hơn 0. Thì ước chung lớn nhất của A và B cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0 cái này. Đúng rồi. Lớn hơn 0. Đúng luôn đúng không? Vậy thì chỉ cần chứng minh gì? Cần chứng minh cái này thôi. Đó, cái mục đích của chúng ta sẽ cần chứng minh cái này. Được chưa? Cần chứng minh A cộng B chia hết cho D mũ 2. Và đề bài nếu mà có D mũ 2 nhá, thì chúng ta thấy này. Đầu tiên người ta cho dữ liệu cái này là một số gì? Số nguyên, đúng không? Chúng ta, nguyên dương thì ta có. Ở đây sẽ thấy là A cộng 1 trên B cộng với B cộng 1 trên A. Nếu mà nó là một số nguyên dương thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa nó về dạng là một phân số trước. Một phân số nghĩa là chúng ta quy đồng để chúng ta tính đúng không? Thì mẫu số chung của chúng ta thấy nó sẽ bằng AB này. Thì nó có AB thì A cộng B sẽ nhân với lại A, sau đó cộng với, ở đây là A cộng 1 chứ. Sorry. Ở đây là A cộng 1 nhé. A cộng 1
Sau đó cái này là A cộng 1. Tiếp theo B cộng 1 thì phải nhân với B đúng không? Vì mẫu số chung chúng ta đang là AB mà. Thì nó bằng A mũ 2 cộng A cộng B mũ 2 cộng B trên AB. Thì chúng ta sẽ đưa cái mũ 2 về với nhau, là đưa A mũ 2 cộng B mũ 2 về một khóm này, cộng với A cộng B, cái này trên AB, phải thuộc vào tập hợp N sao đúng không? Nếu mà nó đang thuộc vào tập hợp N sao thì chứng tỏ là tử số phải chia hết cho mẫu số đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra được là A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng A cộng B phải chia hết cho mẫu số là AB. Được chưa? Bởi vì nếu như mà nó không chia hết thì làm sao nó ra được là số nguyên đúng không? Ở đây là số nguyên dương. Đó. Nguyên dương, số nguyên dương thì chúng ta gọi là N sao cũng được, hoặc là gọi Z cộng đều được nhé. Rồi. Vậy thì khi mà nó chia cho AB này thì đầu tiên chúng ta có D là ước chung lớn nhất đúng không? Xong cái này có D sẽ bằng ước chung lớn nhất của A và B, thì có phải là A chia hết cho D. Được chưa? Và chúng ta có B chia hết cho D, thì có phải là A nhân B đều chia, phải chia hết cho D mũ 2 không? A chia hết cho một số D, B chia hết một số D, thì A nhân B nó đều có chứa D đúng không? Nó phải chia cho D mũ 2. Vậy thì có phải cái tổng này của chúng ta chia hết cho D mũ 2 chưa? Hay nói cách khác, A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng AB, A cộng B chia cho D đúng không? Suy ra A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng A cộng B chia hết cho D mũ 2, bởi vì cái AB này chia cho D mũ 2 rồi. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy thì đây cần chứng minh là A cộng B chia hết cho D mũ 2 đúng không? Mà bây giờ chúng ta có cái này A mũ 2 cộng B mũ 2. Vậy thì nếu mà chứng minh A mũ 2 cộng B mũ 2 chia cho D thì chúng ta làm như thế nào? Ở phần này. À, chia hết cho D mũ 2 chứ. Thì cái này đơn giản rồi đúng không? Mà lại có A chia hết cho D thì chúng ta có A mũ 2 thì chia hết cho D mũ 2 đúng không? B mũ 2 chắc chắn chia hết cho D mũ 2 rồi, thì chúng ta lại suy ra được là A mũ 2 cộng B mũ 2, cái này sẽ gọi là mà đi. Mà viết xuống dưới đi. A mũ 2 D mũ 2, B mũ 2 chia hết cho D mũ 2, thì A mũ 2 cộng B mũ 2 chia hết cho D mũ 2. Được chưa? Vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy ra được. Nào, cái này chia hết cho D mũ 2 này, cả cái tổng chia hết cho D mũ 2, vậy thì còn A cộng B chia hết cho D mũ 2 đúng không? Chỉ còn A cộng B chia cho D mũ 2 thôi, thì cần chứng minh thêm hai cái lớn hơn 0 nữa. Và A cộng B thì lớn hơn 0 đúng không? Do A, B đang thuộc vào tập hợp N sao. Đó. Và tiếp theo chúng ta có D cũng lớn hơn 0, D mũ 2 lớn hơn 0 rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được là A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng D mũ 2. Đó. Được chưa? Đối với dạng này chỉ cần chứng minh chia hết nhé, và cả hai số đều lớn hơn 0. Chú ý là ở đây chúng ta sẽ không được số này bằng 0 nhé. Ví dụ chúng ta có 0 chia hết cho 6 thì sẽ không suy ra được 0 lớn hơn hoặc bằng 6 đúng không? Thì bắt buộc nó phải có cái yếu tố khác 0. Đó. Có yếu tố khác 0 có nghĩa là ở đây không được bằng 0 đâu nhá. Đó. Nếu mà nó bằng 0 nó sẽ rơi vào trường hợp 0 lớn hơn hoặc bằng 6. Cái này không thỏa mãn đúng không? Ok. Vậy thì đối với bài này, đấy chính là cách làm của cái dạng này. Đó. Ok. Bài này thì sẽ là một bài hơi đặc thù liên quan đến phần chứng minh chia hết và liên quan đến ước chung lớn nhất. Ok rồi. Rồi, ok. Vậy thì đối với bài này cả lớp chúng ta đã nắm được hết cách làm chưa các bạn nhỉ? Rồi. Đối với buổi học hôm nay thì chúng ta còn câu hỏi, có câu hỏi nào không cả lớp? Đối với buổi học hôm nay chúng ta có câu hỏi nào không? Nếu mà không thì cô sẽ giao bài tập về nhà nhé. Bài tập về nhà chúng ta sẽ làm hai câu đi. Một câu liên quan đến ước chung lớn nhất, một câu liên quan đến bội chung nhỏ nhất. Rồi, ok. Câu 2 và câu 5. Đó, chúng ta sẽ làm câu 2 và câu 5.
sẽ liên quan đến tích và thương và ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, được chưa? Còn tổng và hiệu là chúng ta làm rồi đúng không? Ok. Rồi, vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta có thể kết thúc tại đây nhé. Cô chào cả lớp nha. Ok. Con chưa hiểu phần nào nhỉ? Ok. Bạn nào đấy? Lại xem. Châu à? Rồi, ok. Vậy thì cô giảng nhanh lại bài này nhá. Đầu tiên này, chúng ta cần phải xác định cái gì? Cần phải chứng minh được A cộng B chia hết cho D mũ 2 thì mới suy ra được là A cộng B lớn hơn hoặc bằng D, đúng không? Bởi vì sao? Nếu như mà như thế này nhá, chúng ta có này, nếu như 6 mà chia hết cho 3 thì có phải 6 đang lớn hơn 3 không? Ở đây 6 3 này chia hết cho 3 thì 3 bằng 3 đúng không? Vậy thì nếu như mà A cộng với B mà chia hết cho D mũ 2 thì chúng ta cần chứng minh nó lớn hơn hoặc nếu mà muốn chứng minh lớn hơn hoặc bằng thì cần chứng minh nó chia hết là được. Nhưng mà phải có hai điều kiện đi kèm là A cộng B phải lớn hơn không và D mũ 2 của chúng ta phải lớn hơn không. Để làm sao? Thứ nhất, lớn hơn không để tránh cái trường hợp âm. Trường hợp âm của A cộng B thì sẽ không được tính ở đây đúng không? Bởi vì âm thì nó sẽ không lớn hơn được một số dương rồi, chắc chắn, được chưa? Tiếp theo, nếu mà nó bằng 0 ở đây nhá. Nếu mà A cộng B bằng 0 thì giả sử chúng ta có này, 0 chia hết cho 6 thì 0 không thể lớn hơn hoặc bằng 6 đúng không? Được chưa? Vậy thì suy ra chúng ta cần chứng minh ba cái này. Nghĩa là đầu tiên chứng minh chia hết cả cái này chia hết lớn hơn 0, D mũ 2 phải lớn hơn 0. Đó. Đó là cái phần thứ nhất. Sau khi mà chúng ta xác định được như thế rồi nhá, mục tiêu là cần chứng minh cái này đúng không? Thì chúng ta dựa vào dữ liệu của đề bài này, hai cái này cộng lại thì chúng ta quy đồng mẫu số để chúng ta cộng. Thì mẫu số chung là AB, được chưa? Cái này là AB. Đó. Mẫu số chung là AB thì cái này nhân tử với A này, cái này nhân cả tử cả mẫu với B. Thì nhân ra chúng ta có A mũ 2 cộng A, cái này là B mũ 2 cộng B, được chưa? Thì A mũ 2 cộng A cộng B mũ 2 cộng B trên mẫu số chung là AB. Sau đó chúng ta cộng hai cái này lại nhé. A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng A cộng B trên AB. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là cô sẽ tách cái A mũ 2 B mũ 2 thành một cụm này, A cộng B thành một cụm, vì nó đang giống nhau về cái phần cấu tạo đúng không? Một cái là mũ 2, một cái là mũ 1. Thì chúng ta thấy bởi vì cái này phải thuộc vào tập hợp N sao, nghĩa là tập hợp số nguyên dương, được chưa nhỉ? Tập hợp số nguyên dương thì nó phải chia hết. Ví dụ 6 trên 3 thì nó bằng 2 là số nguyên dương đúng không? Bắt buộc 6 phải chia hết cho 3 thì nó mới được. Tuy nhiên nếu mà thấy 1 phần 3 nhá thì không được đúng không? Bởi vậy thì đến phần này, nếu mà nó thuộc tập hợp số nguyên thì nó phải chia hết cho mẫu số, tử chia hết cho mẫu. Rồi, đến đây. Nào, bởi vì D là ước chung lớn nhất của A và B thì A chia hết cho D, đúng không? B chia hết cho D thì chúng ta thấy là A nhân B phải chia hết cho D mũ 2. Bởi vì sao? Nếu mà A mà chia hết cho B này, là D này, B chia hết cho D thì có phải là A bằng D nhân với một số K không? B bằng D nhân với một số M đi. Thì chúng ta suy ra được A nhân B sẽ bằng D mũ 2 nhân K nhân M, đúng không? Vậy thì đến đây, chứng minh nó chia hết cho D mũ 2 chưa? Cái này chia hết cho D mũ 2 nhá, thì cả cụm này chia hết cho D mũ 2, được chưa? Vậy thì theo tính chất bắc cầu, cái này phải chia hết cho D mũ 2. Đó là cái mà cô suy ra đây này, được chưa? Ok, cái này chia hết cho D mũ 2 nhá. Thì nếu như mà chứng minh được hai cái này cộng lại chia hết cho D mũ 2 thì cái này chia hết cho D mũ 2, đúng không? Thì chúng ta có A mũ 2 thì chắc chắn chia hết cho D mũ 2 rồi, cái này bình phương lên thôi, được chưa? B mũ 2 với D mũ 2 thì bình phương cả hai cái này lên, nó cũng chia hết, đúng không? Thì tổng của hai cái này cộng lại chia hết cho 2, được chưa? Ở đây là cái bước mà chúng ta bình phương lên thôi. Đó. Vậy thì tổng hai cái này chia cho D mũ 2 nhá. Thì cái này này, nhìn này, cái này chia cho D mũ 2, có tổng chia cho D mũ 2 thì chắc chắn cái còn lại của chúng ta cũng phải chia hết cho D mũ 2, hay là nói cách khác A cộng B chia cho D mũ 2. Đúng cái chúng ta cần chứng minh chưa? Và lại có A cộng B lớn hơn 0, cái này là thuộc N sao, đúng không? D mũ 2 lớn hơn 0 vì nó là ước của hai số nguyên dương, đúng không nhỉ? Ước chung lớn nhất thì ở đấy A cộng B phải lớn hơn hoặc bằng D mũ 2. Được chưa con nhỉ? Bảo Châu hiểu phần này chưa?
Rồi, ok. Đó. Ở trong các bài này thì sẽ có câu cuối cùng, câu 8 sẽ là câu dễ nhất. Nên là đối với dạng này thì đầu tiên chúng ta sẽ làm câu 8 trước nhá. Ở đây tìm số tự nhiên A, biết rằng A nằm trong khoảng từ 400 đến 500. A chia 12 dư 7, chia 15 dư 13 và chia 24 dư 7, đúng không? Thì chúng ta có này, A chia 12 dư 7. Tiếp theo, A chia bao nhiêu? 15 dư 3. Và cuối cùng, A chia 24 dư 7. Đó. À, chia 15 dư 13. Ok. Rồi. Vậy thì ở đây A chia 12 dư 7, chia 15 dư 13 và chia cái này, đúng không? Chúng ta có 3 điều kiện. 3 điều kiện của A. Vậy thì khi mà chúng ta làm dạng này thì mục tiêu cuối cùng là chúng ta sẽ xem là A, cái chúng ta cần tìm nhá, là sẽ xem A cộng trừ đi một số M nào đấy, chia hết cho cả 3 số. Cả 3 số là gì? 12, 15 và 24. 12, 15 và 24. Đó, mục tiêu là chúng ta sẽ tìm xem là một cái biểu thức liên quan đến A sẽ chia hết cho cả 3 số này. Thì trước mắt là chúng ta sẽ xem nhá, nếu như mà A chia cho 12 dư 7 thì có phải là A trừ đi 7 sẽ chia hết cho 12, đúng không? Tiếp theo, A trừ đi 13 chia hết cho 12, 15. Chia cho 15 và cuối cùng A trừ đi mấy? Trừ đi 7 sẽ chia hết cho 24. Rồi. Khi mà chúng ta làm bài này thì đầu tiên viết như thế này để chia hết. Tuy nhiên thấy nhá, A trừ 7 này, A trừ 13, A trừ 7 thì mới có hai cái là A trừ 7 giống nhau thôi, đúng không? Còn một cái riêng biệt, nó tách biệt là A trừ 13 chia cho 15. Vậy thì đối với phần này, để nguyên như thế này thì chúng ta sẽ không tính được. Bởi vì làm sao? Không thể tính được bởi vì nó chưa giống nhau. Thì mục tiêu là đưa về cái dạng giống nhau mà, đúng không? Vậy thì đối với phần này, chúng ta có thể thấy là có thể dựa vào cái số lớn nhất để chúng ta tìm nhá. Ví dụ ở đây là số 24 này. Ví dụ chúng ta thấy số 24, mục tiêu là gì? A cộng trừ đi M, đúng không? Chia hết cho 24. Mà ở đây đang có A trừ đi 7 đang chia hết cho 24 này. A trừ đi 7 chia cho 24 thì phải cộng thêm với một số. Cái M này chính là phải cộng thêm với bội của 24, đúng không? Chúng ta cần tìm cộng với bội của 24 thì nó mới chia hết cho nó không phải là cộng với bội của 24 mà cộng rồi. Nó sẽ đó, ok. 12, 15, 24 này. Đó, cộng 7, A trừ 7 thì cộng thêm, à đúng rồi, cộng thêm một số là bội của 24 thì nó mới chia hết cho cái này, đúng không? Bởi vì A cộng trừ đi 7 này cộng thêm 24 mà bội của 24 thì ký hiệu là K, đúng không? Chia hết cho 24 thì chúng ta có thể thử trước. Cái này chia hết cho 24 nhá. Cái này chia hết cho 24 thì cộng lại chia hết cho 24, đúng không? Vậy thì đối với phần này chúng ta có thể bắt đầu từ số lớn nhất là 24. Thì chúng ta thấy nếu ở đây là K bằng 1, nếu mà K ở đây bằng 1 thì là A trừ đi 7 này cộng 17, cộng với 24 là chia hết cho 24, được chưa? Thì khi đấy A cộng với 17 chia hết cho 24. Đó, mà 24 vừa hay là chia hết cho 12 thì chúng ta cũng lấy là A trừ 7 cộng 24. A trừ 7 cộng 24 ở đây cũng chia hết cho 12 thì là A trừ 17 chia hết cho A cộng 17 chia hết 12, đúng không? Vậy thì chúng ta thử xem ở cái phần này nó có chia hết không nhé. A trừ đi 13 này chia hết cho 15 thì nếu như mà cộng với bội của 15 là A trừ đi 13 cộng tiếp với 15 nhân 2, đúng không? 15 thì không được tại vì A cộng 2 thì nó không giống cái này rồi. Nhưng mà 15 nhân 2 bằng 30. 30 mà trừ đi 13 thì bằng 17. Vậy thì chắc chắn cái này chia hết cho 15. Đó, A cộng 17 cũng chia hết được cho 15. Vậy thì cái việc chúng ta đưa về dạng A cộng 17 chắc chắn chia hết cho 15 rồi, được chưa? Lưu ý phần này có thể thử với lại cái số lớn nhất nhé. Bởi vì khi mà chúng ta thử với cái số lớn nhất thì cái bội, cái số của chúng ta ra nó sẽ bớt phải thử nhiều trường hợp, được chưa? Ok. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy ra được gì? Đầu tiên A trừ 7 thì cộng thêm với
24 đúng không? Chia hết cho 12. 24 chúng ta viết thành 12 x 2 đi. Cộng 12 x 2. 12 nhân với 2 chia hết cho 12 này. Tiếp theo A trừ 13 cộng với lại 15 nhân với 2 chia hết cho 15. Và A trừ đi 7 cộng với lại 24 thì chia hết cho 10. 24 chia hết cho 24. Rồi, vậy thì đến đây sẽ sinh ra được A cộng 17 chia hết cho 12, A cộng với 17 chia hết cho 15 và A cộng 17 thì chia hết cho 24. Đó. Khi mà đưa về cùng một cái dạng nhá, là A cộng 17 chia cho cả ba số thì suy ra được là gì? A cộng với 17 sẽ thuộc vào tập hợp bội chung của gì? 12 này, 15, 24. Được chưa? 12, 15 và 24. Và chúng ta sẽ đi tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất, đúng không nhỉ? Bội chung nhỏ nhất của 12, 15, 24 thì ở đây chúng ta sẽ xem bằng bao nhiêu nhá. Bội chung nhỏ nhất 12 thì sẽ có thành 2 mũ 2 nhân 3 đúng không? 15 thì chúng ta có 3 nhân 5. 24 thì chúng ta có mấy? Tôi viết luôn ra đây cho dễ nhìn đi. 12 bằng 2 mũ 2 nhân 3 này. 15 bằng 3 nhân 5, còn 24 thì bằng 8 nhân 3 là 2 mũ 3 nhân 5. À, 2 mũ 3 nhân 3. Đúng không? Vậy thì bội chung nhỏ nhất chúng ta lấy tích của tất cả thừa số chung và riêng, đúng không nhỉ? 2, 3, 5. Với lại số mũ làm sao? Lớn nhất thì 2 ở đây là 2 mũ 3 lớn nhất này. 2 mũ 3 nhân 3 nhân với 5 thì chúng ta có 24 nhân với 5, nó sẽ ra được 120. Rồi. Vậy thì chúng ta có A cộng với 17 sẽ thuộc tập hợp bội của bao nhiêu? 120. Này suy ra. Bội của 120 thì nó sẽ thuộc vào gì? 0, 120 này. Tiếp theo, 240. Làm sao để nó vào cái khoảng này? 3, 60. Đó, 4, 80. Thì tiếp theo nhân, cái này là nhân mấy rồi? Nhân 4, nhân 5 lên nó sẽ ra được 600, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta có A đang nằm từ khoảng này mà 400 nhỏ hơn A và nhỏ hơn 500. Thì khi đấy chúng ta thấy A cộng 17 nó phải nhỏ hơn khoảng là 517 và lớn hơn 417. Thì suy ra được A của cộng 17 sẽ bằng 480. Thì chúng ta tính được A sẽ bằng 480 trừ đi 17 bằng bao nhiêu nhỉ? 3. 463. Ok. 463. Vậy thì đáp số bài 8 của chúng ta sẽ là 463 nhé. Ok. Đáp số bài 8 là 463. Vậy thì quan trọng nhất của bài này là gì? Chúng ta tìm ra được cái A cộng 17 chia hết cho cả 3 số thì A cộng 17 là thuộc vào tập hợp bội chung. Và cái cách tìm cái số 17 thì cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Đó, ok. Vậy thì đó chính là bài tập về nhà thứ nhất nhé. Đối với phần bài tập về nhà thứ nhất này thì có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Đối với phần bài tập này, chúng ta có câu hỏi gì không? Rồi. Rồi, ok. Vậy thì xong bài này thì chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo nhé. Bài tiếp theo của chúng ta ở đây sẽ thấy là 12 dư 11 này, bài số 7. Câu này đi. Ok, chúng ta sẽ chữa bài này. Chữa nhanh bài này bởi vì bài này thì bài này là 791. Ok, 828. Rồi, vậy thì đối với bài này thì chúng ta sẽ chỉ cần sửa lại một chút đúng không? Chia 12 dư 11 thì chúng ta sửa lại ở cái phần này. Đây. Sửa lại các số ở phần này nhé. Chia 12 này. Dư 11. Tiếp theo, chia 18 dư 17. Ở phần này thì cái cộng nó sẽ khó hơn một chút. Chia 18 dư 17 và cuối cùng chia 23
dư 9, đúng không? Thì chúng ta thấy A trừ đi, đây, sửa lại cái đoạn này nhé. A sẽ trừ đi 11, chia hết cho 12. A trừ đi 17, chia hết cho 18. Và A trừ đi mấy? A trừ đi 2, trừ đi 9, chia hết cho 23. Rồi, đối với bài này thì chúng ta sẽ sửa lại ở cái phần này một chút thôi nhá. Ok, đây, phần dưới cô sẽ xóa đi này. Vậy thì đến đây nhá, khi mà chúng ta viết được ra như thế này rồi này, lại bắt đầu nhìn vào số lớn nhất 23, đúng không? Chúng ta cứ bám vào cái số 23, cái số lớn nhất để chúng ta làm. Đó, thì A trừ đi 9 nhá, chia hết cho 23, thì có phải A trừ đi 9 phải cộng với một số là bội của 23 đúng không? Thì nó chia hết cho 23, được chưa? Nếu như mà A trừ đi 9 ở đây thay bằng 1, ở đây thay bằng 1 thì chúng ta có A cộng với bao nhiêu? 23 trừ 9 sẽ là 23 mà trừ đi 9 sẽ là mấy nhỉ? 14. Rồi, A cộng 14 chia cho 23. Nếu mà chúng ta ở đây là A cộng 14 chia cho 23 nhá. Sau đó thử xem cái 14 nó có khớp với cái này không? Khớp với cái thứ hai đi cho nó dễ. Thì thấy này, A trừ đi 17 chia hết cho 18. Thì nếu mà A trừ 17 cộng thêm một số là 18 thì chắc chắn không được. 18 nhân với 2 đi, 18 nhân 2 là 36. 36 trừ đi 17 thì cái này phải ra được tận A cộng với mấy? 36 trừ đi 17 thì nó bằng 19, đúng không? A cộng 19 chia hết cho 18 thì chúng ta thấy này, hai cái số này nó đang có sự lệch nhau. Nghĩa là sao? Một cái A cộng 19 với lại một cái là A cộng 14. Đó, hai cái này nó gần gần nhau nhưng mà nó vẫn lệch nhau, đúng không? Vậy thì cái việc mà nhân 1 ở đây là sai. Đó, nếu mà nhân 1 ở đây sai nhá. Thử tiếp. Nếu mà nhân 1 ở đây sai thì chúng ta sẽ có thể như sau. A trừ đi 9 cộng với 23 nhân 2 đi. 23 nhân 2 thì chúng ta có bằng 40. 46 trừ đi 9, cái này sẽ là cộng 37. Đó. A trừ đi 37 chia hết. A cộng với 37 chia hết cho 23. Thì bắt đầu thử này. Cái này 2 thì cái này thử 3. Thử lên 3 nhá. 83 là 24, 54 trừ đi 17 đúng là mấy? 37 luôn. Vậy thì chúng ta thấy A cộng 37 chia hết cho 18. Đó, đến đây hai số nó khớp nhau rồi đúng không? Vậy thì nếu mà hai số này là A cộng 37 khớp rồi, tiếp theo thử đến cái cuối cùng, A trừ đi 11 chia hết cho 12. Thì nếu mà cái này nhân 3 mà số này đang bé hơn thì cái này sẽ tầm tầm nhân 4. Thì chúng ta có A trừ đi 11 cộng 12 nhân 4 thì là 48 trừ 11, nó đúng bằng 37 chưa? Vậy thì A cộng 37 chia hết cho 12. Đó, ok. Vậy thì sau khi mà dựa vào cái việc số lớn nhất này nhá, chúng ta tìm ra A được 37 này, cái này khớp, cái này khớp rồi đúng không? Vậy thì cái việc A cộng 37 chắc chắn là đúng rồi. Ok, đó. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ bắt đầu trình bày vào bài. Trình bày vào bài như sau. Chúng ta có này, A trừ đi 9 cộng với lại 23 nhân với 2, đúng không? 23 nhân 2 46, ok, chia hết cho 23. A trừ đi 17 cộng 18 nhân 3 thì chia hết cho 18. Và cuối cùng là A trừ đi 11 cộng với 12 nhân 4 chia hết cho 18 thì sẽ suy ra được cả ba cái là A cộng 37 chia hết cho 12. Cái này 12 chứ, A cộng 37 cái này chia hết 12 nhé. 12 cái này 18. Rồi, A cộng 37 chia hết cho 18. Và cuối cùng A cộng 37 chia hết cho 23. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là A cộng với lại 37 sẽ thuộc tập hợp bội chung của ba số 12, 18 và 23. Được chưa? Và ở đây là số nhỏ nhất đúng không? Mà A nhỏ nhất. A nhỏ nhất thì chúng ta suy ra A cộng với 37 chính bằng
bội chung nhỏ nhất của ba số gì? 12, 28, 23 và ở đây chúng ta tính được bằng 828. Đó. Vậy thì đến đây A sẽ bằng 828 trừ đi 37 chúng ta thấy bằng 700 bao nhiêu nhỉ? 828 trừ đi 37 cái này là bằng 9 này. 791. Rồi ok. 791. Đáp số câu B của bài thứ mấy? Bài thứ 7 của chúng ta sẽ là 791 nhá. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta tìm được các cái quy luật đúng không? Thì chúng ta sẽ giải quyết được các bài này khá là nhanh. Được chưa? Rồi ok. Vậy thì bài này các bạn chỉ cần lưu ý giúp cô là A cộng với 37 thôi là được. Đó. Ok. Vậy thì xong bài này nhá. Đối với cái phần này thì chúng ta sẽ thấy có bài 6. Là cái câu 6 nó sẽ hơi khó hơn một chút. Bởi vì câu 6 của chúng ta liên quan đến 4 số. Đó. Câu 6 liên quan đến 4 số. Và ở câu 6 thì không đơn thuần là chúng ta cộng lại là được. Đây, ok, chúng ta sẽ làm câu này. Ok rồi. Sao con nhỉ? Đáp bội chung nhỏ nhất này là A đi. Đúng vậy, 18 là 8 không? Bội chung nhỏ nhất của 3 số này sẽ ra được 828 nhá. 12, 18. Ok. 12 ở đây và 18. Rồi, ok nhỉ. 12, 18, 23. Và nó mới bằng 728. Được chưa? Ok. Ở đấy là cô đang bị viết nhầm số. Rồi. Vậy thì xong bài này đến bài cuối cùng. Cô sẽ chữa nhanh bài cuối cùng. Bài cuối cùng thì hôm trước thầy Long đã hướng dẫn chúng ta cách tìm rồi đúng không? Ở bài cuối cùng này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không thể làm theo kiểu như thế này được. Bởi vì nó đang có 4 số và số của nó, nếu mà chúng ta thử như thế này này thì chúng ta cũng không thử ra được cơ. Bởi vì cái việc đấy là nó sẽ không ra được cái số đúng của nó. Và ở đây, bài cuối cùng, bài này đi. Khi chia N cho 4 số thì ta được các số dư tương ứng là 3, 4, 5, 6. Đó. Ok, vậy thì ở phần này chúng ta sẽ cần phải làm là số nguyên dương n nhỏ nhất đúng không? Rồi, vậy thì đến đây nhá, số nguyên dương n nhỏ nhất thì chúng ta có này, n chia gì? N chia cho 7 sẽ dư mấy? Dư 3. N chia 9 dư 4. N chia cho gì? N chia cho 11 thì dư mấy? Dư 5. Còn N chia cho mấy? Chia cho 13 thì dư 6. Đó. Đối với bài này chúng ta thấy khi mà có như thế này nhá, thì đối với phần này thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ suy ra được là N trừ đi bao nhiêu, đúng không? N trừ đi 3 các thứ chia hết, N trừ 4 chia hết, N trừ 5 chia hết và N trừ 6 chia hết. Đó. Ok. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính ra được này. N trừ đi 3 chia hết cho 7. N trừ 4 chia hết cho 9. N trừ đi 5 chia hết cho 11. N trừ 6 chia hết cho 13. Đó. Và ở cái bài này thì chúng ta sẽ thấy nhá. Các số của chúng ta này, nó đang số dư thì là 3, 4, 5, 6, số dư tăng dần đúng không? Còn cái số chia, ở đây chúng ta gọi tạm là số chia nhé, là 7, 9, 11, 13. 7, 9 với 11 với 13 là các số gì? Các số lẻ liên tiếp đúng không? Các số lẻ liên tiếp thì chúng ta sẽ thấy này. Đối với cái phần các số lẻ liên tiếp nhé, mà lại có dạng 3, 4, 5, 6 ở đây thì thường nó sẽ ra được cái dạng là 2N cộng 1. Được chưa? Bởi vì là các số lẻ mà, các số lẻ thì chúng ta có công thức của số lẻ đang là 2n cộng 1 đúng không? Vậy thì đối với phần này chúng ta sẽ thấy là nếu như mà lấy 3 nhân với 2 cộng 1 này thì nó ra 7. Được chưa nhỉ? Tiếp theo 4 nhân 2 cộng 1 ra bằng 9. Tiếp theo gì? 5 nhân với 2 cộng 1 ra bằng 11. Và 6 nhân 3 nhầm. Đúng rồi. 6 nhân với 2 cộng 1 thì ra được 13, đúng không? Đó, các số lẻ này,
7, 9, 11, 13 tương ứng với 3, 4, 5, 6 là đúng các số mà chúng ta vừa liệt kê đúng không? Đó. Vậy thì đối với phần này chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta sẽ thấy ở đây nhá, 2n nhân 2 cả hai vế lên thì sẽ là 2n trừ 6 chia hết cho 7 này, 2n trừ 8 chia hết cho 9, 2n trừ 10 chia hết cho 11 và 2n trừ đi 12 thì chia hết cho 13. Đó, thấy các số này nó đang kém nhau chưa? 6, 8, 10, 12 đúng không? Đúng các số này. 3, 2 là 6, 8, 10, 12. Nó kém cái này một đơn vị đúng không? Thì chúng ta có gì? 2n trừ đi 6 mà cộng với 7 thì nó sẽ ra được 2n cộng 1 đúng không nhỉ? Vậy thì tương tự các cái số ở dưới chúng ta sẽ thấy là 2n cộng 1 chia hết cho 7. Đó. 2n cộng với lại 1 chia hết cho 9. 2n cộng 1 chia hết cho 11 và 2n cộng 1 của chúng ta chia hết cho 13. Bởi vì sao? Cái này nó đang kém một số thôi mà. 6, 8, 10, 12 nó kém này, 7, 9, 11, 13. Đó. Vậy thì đối với bài này nó đặc biệt hơn một chút nhá. Nhận xét các số này tăng liên tục này. Tăng liên tục 3, 4, 5, 6. Còn cái này là các số lẻ liên tiếp 7, 9, 11, 13. Đó. Ok. Rồi. Vậy thì khi mà đưa về 2n cộng 1 rồi thì chúng ta có 2n cộng 1 sẽ thuộc tập hợp bội chung của mấy? 7, 9, 11, 13. Được chưa? Và ở đây sẽ là n nhỏ nhất. N nhỏ nhất thì chúng ta sẽ suy ra được là 2n cộng 1 sẽ bằng bội chung nhỏ nhất của 4 số 7, 9, 11, 13. Mà các số này là các số nguyên tố cùng nhau. 7, 9, 11 và 13 thì có các số này. 7, 11, 13 là số nguyên tố. 9 thì không phải là số nguyên tố nhé. Nhưng mà ước chung lớn nhất của 4 số này chúng ta thấy vẫn là bằng 1. Nên là chúng ta nhân cả 4 số này lại với nhau sẽ bằng 7 x 9 x 11 x 13 và bằng 4504. Đó. Ok. Chúng ta sẽ thấy ở đây là bằng 4504. À nhầm. N mới bằng 4504 chứ. Thì suy ra được N của chúng ta sẽ bằng 4504. Còn chúng ta sẽ tính lại phần này. 7 x 9 x 11 x 13 bằng bao nhiêu nhỉ? Đấy, sẽ lấy 7 x 9 x 11 x 13 9009. Đó, cái này sẽ bằng 9009. Đó, các bạn lưu ý nhé. Đối với bài này, các số này 7, 9, 11, 13 ước chung lớn nhất của 4 số này bằng 1. Nên là đi tìm bội chung nhỏ nhất, chúng ta nhân cả 4 số lại với nhau thì sẽ ra được 9009, khi đấy N bằng 4504. Đó, ok. Đó. Rồi, vậy thì đáp số của chúng ta sẽ ra được 4504 nha cả lớp. Ok, vậy thì đó chính là những cái bài toán liên quan ở đây sẽ là liên quan đến phép chia có dư đúng không? Phép chia có dư chúng ta sẽ đưa về bội chung nhỏ nhất để chúng ta làm. Ok. Đối với các bài tập này thì chúng ta có câu hỏi gì không các bạn nhỉ? Đối với các bài này.